Tin mới nhận được, Tuyết Dung Thiên Ngân gặp sự cố trước đêm diễn tại Huế tối nay. Bà Diễm Phạm đã ứng cứu kịp thời. Và như chúng ta đã biết thì khoảng thời gian cuối năm, Tuyết Nhung và Thiên Ngân có rất nhiều đêm diễn ở rất nhiều tỉnh thành khác nhau, ở Huế, ở những tỉnh miền Tây và ở cả thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Tuyết Nhung nhân dịp xuân đến hoa nới xuân về thì ở Huế có vinh dự mời ba chị em Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang sẽ tham gia đêm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên là Quỳnh Trang đã đi từ sáng hôm nay rồi, đã đến Huế từ sáng hôm nay, và đến tận trưa hôm nay là Tuyết Nhung với Thiên Ngân đã sẽ theo dự kiến là sẽ bắt đầu đi đến Huế, bay đến Huế vào lúc 12 giờ. Tuy nhiên đến tận 4 giờ chiều hôm nay thì hai bé vẫn chưa được bay, cũng như là một tình trạng delay rất là lâu, và hy vọng là rằng trước tối nay, đêm nay thì Tuyết Nhung, Thiên Ngân thì sẽ có cơ hội là sẽ đến Huế và có một cái đêm nhạc thành công. Nói về cái đêm nhạc này thì đây là một đêm nhạc sẽ được tổ chức tại Huế với cái chủ đề vô cùng là ấn tượng, đó là văn nghệ tưởng niệm kỷ niệm Huy Nhật Thân Phụ lần thứ 49. Và đêm nhạc sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ tối nay, và đây là một điều mà khiến tất cả quý khán thính giả vẫn đều ở Huế vẫn đều hứng thú cho đêm nhạc này, bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm mà Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang, ba chị em thay mẹ Phi Nhung đứng trên sân khấu tại miền Trung Huế hát cho quý khán thính giả nghe trong nhân dịp đầu xuân năm mới, là một đêm nhạc vô cùng ý nghĩa. Và bên cạnh đó thì là một để bù đắp lại cho quý khán thính giả miền Trung sau cái đêm nhạc là bị hụt vào cuối tháng 8 vừa rồi, thì đó là đêm nhạc nhớ Nhung mà Mạnh Quỳnh hứa hẹn là sẽ cùng tổ chức với các con của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang và Trường Sang, Jizuno là những hậu duệ, là những người em của Phi Nhung. Tuy nhiên là đêm nhạc đã bị hủy, và thay vào đó thì đêm nhạc hôm nay hy vọng sẽ bù đắp cho quý khán thính giả ở đây, và hy vọng là đàn gà con sẽ đến Huế một cách trơn tru thành công, không bị delay đến sân khấu, có đủ thời gian để tập luyện cũng như là có một sức khỏe tinh thần và vật chất đủ tốt để phục vụ quý khán thính đêm nay. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời của ba chị em, ba anh em Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Juno trong đêm nhạc ngày 31 tháng 12 vừa rồi tại Đắk Nông, để cùng chờ đón một sự kiện vô cùng mới mẻ. Và đến tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật rất nhiều thông tin liên quan đến các bé và đêm nhạc hôm nay, thì mong mọi người hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Mặt đường vui mừng hổ cho Tết Thị Nghè và đêm văn nghệ. Văn phòng luật sư Hoài An Crono 300.000 đồng. Gia đình anh Lê Độc Lập, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã 500.000 đồng. Fan của gia đình cố nhạc sĩ Phi Nhung 200.000 đồng. 44 Cả Hồng thôn Nam Phú 200.000 đồng. Gia đình em xin trạm y tế xã Nam Đà 1.000 đồng. Anh Hưởng thôn Nam Phú 100.000 đồng. Hội cựu chiến binh xã Nam Đà 200.000 đồng. Tạp hóa Thủy Tiên thôn Nam Phú 500.000 đồng. Điện cơ Quang Lộc thôn Nam Nghĩa 200.000 đồng. Em Vinh thôn Nam Phú 50.000 đồng. Quầy thuốc Tây Trường Thị Lửa thôn Nam thì 200.000 đồng. Nhờ quay lại cho bà mới đưa bà. Ông Phạm Công Châu thôn Nam Sơn 1.000.000 đồng. Gia đình Sĩ Đức thôn Nam Sơn 200.000 đồng. Tôi một lần nữa thay mặt ủy ban nhân dân xã Nam Đà cảm ơn cho Lê Văn Nghệ, xin trọng cảm ơn. Vâng, là con đi nha, khi sẽ đi mời lại nha con nha. Khi xuống lô, và em mà thiên ngân, thì sẽ đi nha, cho mấy người ta. Mình cần cố để nha. Đừng, đừng, chúng em có cái gì chứ. Chị xin mời các em nhỏ, mình lên sân khấu luôn được không ạ? Đừng, đừng, và chúng em sẽ phép được gửi đến mọi người một bài hát mà mấy em đang vừa mới tập thì mới tập ở đây hôm qua như trên xe luôn, để gửi tặng đến mọi người, giống như là để một lời giống như là ba em đem gửi đến gửi lời chúc mừng năm mới đến cho mọi người. Và cũng cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ cũng như là quyên góp cho cái buổi tiệc của mọi người nghèo. Và cảm ơn anh Phú đã kết nối với chúng em đến với xã Nam Đà, Đắk Nông để mà chúng em có cơ hội để đứng đây để mà bị được nghe. Và bài hát được mang tên là chuyện cũ bỏ qua, một cái tác của mình hiện đang với mọi người là
năm vừa rồi có gì không vui thì mình sẽ bỏ qua, rồi đó một năm mới thật là tích cực và thật là vui vẻ phát triển được không ạ? Đúng không mọi người? Và xin mời các em nhỏ đây cùng với lại các anh chị gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Làm cuối cùng là gì ạ? Hình như ở cuối phố có ai cách nhau hòa trong tiếng phố ồn ào vài lần mùa xuân đến rồi, mẹ cô chú anh chị ơi giận nhau làm chi em mơ. Một năm sẽ chỉ lại ghé thăm một lần làm vì chấp nhau để làm gì? Chỉ có mình bỏ qua phố Tết này cùng cười đến nhau hát cho đến đêm ngàn bản câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chỉ có mình bỏ qua phố Tết này cùng cười đến nhau hát cho đến đêm ngàn bản câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chỉ có mình bỏ qua Sẽ có một đêm thật là ngon giấc với người thân của gia đình của mình, và ngày mai chúng ta sẽ có một năm mới thật là tràn đầy năng lượng và thật là nhiều may mắn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và đêm chương trình văn nghệ mừng đảng mừng xuân đến với người nghèo của năm nhà đến đây là kết thúc. Một nữa xin mời các ca sĩ chúng ta ra khỏi sân khấu và mời đại diện của các đơn vị chúng ta có chương trình văn nghệ chúng ta lên đây nhường bó hoa của chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Hà. Xin chào, kính mời ông Trần Thái Châu với chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Hà, ông Nguyễn Hữu Phó chủ tịch ủy ban nhân dân chúng ta sẽ lên tặng những hoa cho ca sĩ và các đơn vị văn nghệ trong ngày hôm nay. Xin mời đại diện các tiết mục chúng ta lên nhường hoa. Oh, my God.
Vâng, và một lần nữa trân trọng cảm ơn các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã góp đêm trong đêm văn nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn ông Trần Thế Châu, cảm ơn ông Nguyễn Vũ. Thank you.